Xin kính chào quý vị đến với những cập nhật mới nhất, nóng nhất về diễn biến chính trường thế giới trên kênh YouTube Tin 24 giờ. Và sau đây là nội dung đáng chú ý có trong chương trình ngày hôm nay. Thế giới nói gì việc ba nước châu Âu công nhận nhà nước Palestine? Ba nước châu Âu gồm Ireland, Tây Ban Nha và Na Uy sẽ chính thức công nhận nhà nước Palestine từ ngày 28 tháng 5 tới. Động thái này được nhiều quốc gia trên thế giới, đặc biệt tại Trung Đông hoan nghênh, song Mỹ và một số nước châu Âu khác lại không đánh giá cao. Israel ngay lập tức có nhiều bước đi thể hiện sự phản đối mạnh mẽ. Theo các nhà lãnh đạo Ireland, Na Uy và Tây Ban Nha, việc công nhận nhà nước Palestine sẽ tạo động lực giúp khởi động một tiến trình đàm phán mới cho cuộc xung đột Israel Palestine dai dẳng trong nhiều thập kỷ. Điều này phù hợp với sáng kiến hòa bình Trung Đông do các nước Ả Rập đề xuất. Thời điểm trước mắt, điều này có thể tạo ra áp lực lên Israel để nước này ngừng các chiến dịch quân sự ở Gaza, thúc đẩy Hamas thả con tin. Các nước gồm Anh, Australia Motor và Slovenia thời gian gần cũng tuyên bố sẽ xem xét việc sớm công nhận nhà nước Palestine. Hôm qua, tổng thống Colombia Gustavo Petro cũng ra chỉ thị mở đại sứ quán ở thành phố Ramala của Palestine. Ngoại trưởng Luis Gilberto Murillo cho biết: "Chúng tôi tin và chắc chắn rằng, ngày càng có nhiều quốc gia sẽ công nhận Palestine và điều này không có gì chống lại. Liên hợp quốc đã đồng ý về sự cần thiết của giải pháp hai nhà nước và điều này rõ ràng đòi hỏi việc công nhận Palestine là một nhà nước." Trước sự công nhận mới nhất của ba nước châu Âu và sự ủng hộ của nhiều nước trên thế giới, nhiều quốc gia Ả Rập và Hồi giáo lên tiếng hoan nghênh. Tổ chức Giải phóng Palestine và nhóm Hamas nhấn mạnh đây là chiến thắng lịch sử, một động lực thúc đẩy sự nghiệp của người Palestine. Tổng thư ký Liên đoàn Ả Rập Ahmed Abol ghét cũng cho rằng bước đi của Na Uy, Tây Ban Nha và Ireland là hành động dũng cảm, đứng về lẽ phải, công lý và công bằng. Bộ Ngoại giao Ả Rập Xê Út, Qatar, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đều thể hiện rõ sự vui mừng khi các quốc gia thân thiện, ủng hộ quyền tự quyết của người dân Palestine, cho đây là bước đi quan trọng hướng tới mục tiêu cuối cùng giải pháp hai nhà nước. Tuy nhiên, Mỹ và một số quốc gia châu Âu khác lại cho rằng việc công nhận đơn phương sẽ không đem lại giải pháp hiệu quả cho vấn đề. Tổng thống Mỹ Joe Biden cho rằng đàm phán trực tiếp giữa các bên là cách tiếp cận tốt nhất. Giải pháp hai nhà nước phải đảm bảo an ninh của Israel cũng như mang lại tương lai, phẩm giá và an ninh cho người dân Palestine. Đây cũng là nhận định của ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock. Để đạt được giải pháp cho tình huống hiện nay không cần sự công nhận mang tính biểu tượng nào. Điều cần thiết cho một giải pháp cho cuộc xung đột ở Trung Đông và cho giải pháp hai nhà nước là các cuộc đàm phán trực tiếp giữa hai bên. Về phía Israel, chính phủ nước này kịch liệt phản đối sự công nhận nhà nước Palestine. Thủ tướng Israel Netanyahu cho biết, ý định của một số nước châu Âu công nhận nhà nước Palestine là phần thưởng cho chủ nghĩa khủng bố. 80% người Palestine ở bờ Tây ủng hộ vụ thảm sát khủng khiếp của Hamas ngày 7 tháng 10. Khuyến khích khủng bố sẽ không mang lại hòa bình và cũng không ngăn cản được việc chúng tôi đánh bại Hamas. Bộ Ngoại giao Israel cũng đã ngay lập tức triệu hồi đại sứ của nước này tại Ireland, Na Uy và Tây Ban Nha trở về, đồng thời triệu đại sứ ba nước tại Israel lên để phản đối. Cùng việc trình chiếu video ghi lại sự kiện Hamas tấn công ngày 7 tháng 10 vốn mở màn cho cuộc xung đột đẫm máu hơn 7 tháng qua ở Gaza. Tổng thống Mỹ Vấn đề nhà nước Palestine cần được quyết định thông qua đàm phán. Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 22 tháng 5 cho rằng vấn đề nhà nước Palestine cần được quyết định thông qua đàm phán chứ không phải công nhận đơn phương. Phát ngôn của tổng thống Joe Biden được đưa ra sau khi Ireland, Tây Ban Nha và Na Uy tuyên bố công nhận nhà nước Palestine. Phát biểu với báo giới ngày 22 tháng 5, cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho rằng mỗi nước đều có thể đưa ra quyết định riêng của mình về việc công nhận một nhà nước Palestine nhưng tổng thống biden tin rằng đàm phán trực tiếp là cách tiếp cận tốt nhất theo tổng thống biden một giải pháp hai nhà nước đảm bảo an ninh của israel và tương lai và an ninh của người dân palestine là cách tốt nhất để mang lại an ninh và ổn định lâu dài cho mọi người dân ở khu vực và giải pháp này cần đạt được thông qua đàm phán trực tiếp giữa các bên chứ không phải công nhận đơn phương cố vấn an ninh quốc gia mỹ jake sullivan cũng cho biết mỹ sẽ liên lạc với các đối tác để trao đổi quan điểm trong vấn đề công nhận nhà nước palestine loạt quốc gia công nhận nhà nước palestine nên chính trị châu Âu đang rời xa Israel. Theo tờ New York Times, ở châu Âu, nơi từ lâu là nguồn hỗ trợ quan trọng cho Israel, trọng tâm chính trị đang rời xa chính phủ của thủ tướng Benjamin Netanyahu. Tây Ban Nha, Ireland và Na Uy ngày 22 tháng 5 đã công nhận tư cách nhà nước của Palestine, bất chấp sự phản đối kịch liệt của Israel và Mỹ. Và hầu hết các chính phủ châu Âu đều đưa ra sự ủng hộ rõ ràng đối với Tòa án hình sự quốc tế ICC trong tuần này sau khi tòa yêu cầu lệnh bắt giữ thủ tướng và bộ trưởng quốc phòng israel cùng với ba nhà lãnh đạo của hamas Israel vẫn có các đồng minh trung thành trong liên minh châu âu eu đặc biệt là hungary và cộng hòa séc và những nước đóng vai trò chủ chốt như đức những nước này mặc dù ngày càng khó chịu với cách hành xử của israel nhưng vẫn không thể hiện bất kỳ xu hướng thay đổi lập trường nào những dạn nứt ngày càng gia tăng ở châu âu cũng đồng nghĩa một eu theo nguyên tắc đồng thuận sẽ không sớm thay đổi quan điểm của mình nhưng các nước châu Âu phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng trong nước và quốc tế yêu cầu một lập trường vững chắc hơn chống lại cách xử lý của Israel tại các vùng lãnh thổ của người Palestine, đặc biệt là cuộc chiến tàn khốc ở Gaza. Trong số các thành viên EU, Thụy Điển trong suốt một thập kỷ qua đã một mình công nhận tư cách nhà nước của Palestine. Châu Âu từ lâu vốn ủng hộ việc thành lập một nhà nước Palestine theo giải pháp hai nhà nước mà chính phủ Israel kiên quyết phản đối và bày tỏ sự thất vọng với cách Israel xử lý giải Gaza và bờ Tây. Nhưng hầu hết các quốc gia đều không sẵn sàng tiến xa hơn. Thay vào đó, trước khi chiến sự Gaza bùng phát, EU còn tiến gần hơn đến Israel, bao gồm cả thông qua các mối quan hệ đối tác quan trọng về mặt tài chính và chính trị trong các lĩnh vực thương mại và khoa học. Nhưng cuộc chiến Gaza và diễn biến leo thang của nó đang thay đổi điều đó. Những quan điểm thông cảm, thể hiện sự ủng hộ của châu Âu dành cho Israel sau vụ thảm sát ngày 7 tháng 10 năm 2023 đang suy yếu khi chiến sự tiếp diễn. Tình hình nhân đạo ở Gaza trở nên tồi tệ hơn và Israel ngày càng không còn là nạn nhân. Ireland và Tây Ban Nha, hai thành viên EU và Na Uy, một quốc gia liên kết chặt chẽ với khối, đã thực hiện bước tiếp theo vào ngày 22 tháng 5, công nhận tư cách nhà nước của Palestine. Đó giống như một lời khiển trách gay gắt đối với Israel, ngay cả khi nó có ít tác dụng thực tế và ít gây ngạc nhiên. Ba quốc gia châu Âu này đã lên tiếng chỉ trích Israel và ủng hộ chính nghĩa của người Palestine ngay cả khi họ cũng đã lên án Hamas và cuộc tấn công tàn bạo mà nhóm này gây ra nhằm vào Israel vào ngày 7 tháng 10 năm 2023. Nếu nhiều nước láng giềng theo chân ba nước trên, Liên minh châu Âu có thể trở thành một đối trọng lớn đối với lập trường của Mỹ rằng tư cách nhà nước của Palestine chỉ có thể là kết quả của một thỏa thuận thương lượng với Israel. Điều đó sẽ làm sâu sắc thêm sự giãn nứt giữa châu Âu và Israel. Đã có những cảnh báo và lo ngại từ châu Âu và các nơi khác trên thế giới về chiến dịch của Israel ở Gaza. Sự chú ý đặc biệt lúc này chuyển sang Bỉ, một thành viên EU đã tăng cường chỉ trích cách Israel xử lý cuộc chiến. Jake Sullivan, cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Biden, cho biết trong một cuộc họp báo, chúng tôi chắc chắn đã chứng kiến một loạt tiếng nói ngày càng gia tăng, bao gồm cả những tiếng nói trước đây ủng hộ Israel giờ đang chuyển sang hướng khác. Điều đó khiến chúng tôi lo ngại vì chúng tôi không tin rằng điều đó góp phần vào an ninh hoặc sự tồn tại lâu dài của Israel. Hiện tại, EU với tư cách là một khối vẫn duy trì thương mại và các thỏa thuận khác với Israel, dù ngày càng có nhiều lời kêu gọi cắt đứt hoặc hạn chế đáng kể những thỏa thuận đó. Trong khi đó, đứng về phía Israel, các quốc gia như Hungary, Áo và Cộng hòa sẽ có thể đóng vai trò quyết định trong việc xác định những gì EU có thể và không thể làm ở Trung Đông. Chính sách đối ngoại là đặc quyền quốc gia của các thành viên EU, trong khi nhiều quyền lực khác thuộc về khối chung. Tuy nhiên, Quan điểm của khối trong các vấn đề quốc tế chỉ có thể đạt được bằng sự đồng thuận nhất trí, khiến EU khó có thể sớm đưa ra quan điểm rõ ràng về Israel và Palestine. Khi công tố viên của Tòa án Hình sự quốc tế hôm 20 tháng 5 yêu cầu lệnh bắt giữ Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Galang, hầu hết các nước châu Âu và EU đã không đưa ra quan điểm công khai về hành động này mà nói rằng họ tôn trọng sự độc lập của Tòa án. Thủ tướng Sepp Peter Fiala cho biết trên mạng xã hội rằng việc tìm cách bắt giữ các đại diện của một chính phủ được bầu cử dân chủ cùng, với các thủ lĩnh của một tổ chức khủng bố Hồi giáo là điều kinh khủng và hoàn toàn không thể chấp nhận được. Thủ tướng Viktor Orbán của Hungary gọi đó là điều vô lý và đáng xấu hổ. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Bỉ Hadja Labib lại nói rằng những tội ác xảy ra ở Gaza phải bị truy tố ở mức cao nhất, bất kể thủ phạm là ai. Bộ Ngoại giao Pháp, quốc gia lớn thứ hai trong khối, cho biết Pháp ủng hộ Tòa án Hình sự Quốc tế, sự độc lập của tổ chức này và cuộc chiến chống lại sự miễn tội trong mọi tình huống. Ngoại trưởng Pháp hôm 21 tháng 5 cho biết việc công nhận một nhà nước Palestine không phải là điều cấm kỵ đối với Pháp nhưng thời điểm thích hợp vẫn chưa đến. Ngoại trưởng Stephen Cezon tuyên bố, quyết định này phải hữu ích. Sự chú ý hiện nay đang hướng về Đức, bởi một sự thay đổi lập trường của Berlin sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc xác định hướng đi trong quan hệ giữa EU với Israel đức là thành viên lớn nhất của khối và từ lâu đã bày tỏ cam kết đặc biệt với israel sau giai đoạn lịch sử đức quốc xã và thảm họa holocaust